từ tạo project nha. New project mới ha. Android cơ bản ha. Cái này là LT1 mấy? 15201 buổi 2. Cái này là chọn Java này. Đừng chọn Kotlin nha các bạn. Đấy, một số bạn nhanh tay quá, bấm để Kotlin. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn một chút nha. Đầu tiên là cô sẽ tạo cái activity. Đây, đầu tiên là cô sẽ tạo một cái activity. Cái này là activity A. Chưa? Activity. Cái này A chẳng hạn. Tạo, các bạn sẽ nhảy sang cái activity B. Chưa? Ok. Đấy, các bạn nhảy từ activity này sang activity này. Chưa? Ok. Thì ta tạo hai activity thôi. Chưa? À, cái này cô để là main. À, cái này là hiện tại là cô để cái main. Và cô sẽ tạo một cái nữa là cái sub. Đúng không ạ? Cái sub cho dễ ha. Đây, cái này là cái main activity. Cô new một cái activity mới. Activity empty. Cái này cô để là sub activity. Đấy, ta sửa lại cái layout cái này một chút xíu. Cái này các bạn để là main. Main activity. Các bạn cho kích thước nó bự bự lên tí ha. À, text size để là ví dụ như 30 SP, 40 SP. Ok. Màu giả sử để màu đỏ ha, text color. Các bạn để là cái màu mã màu cũng được, hoặc lấy cái màu ở đây cũng được. Hiểu không ạ? Thì các bạn có thể để là ví dụ cái này các bạn để là Android, xong cái color, rồi ví dụ như cái này blue, bright, red, rồi dark gray, black, orange, dark, đó là các loại màu, đúng không ạ? Ok. Hoặc là các bạn có thể khai báo màu ở đây, value color, khai báo màu ở đây, đây là mã màu và gọi tên màu, được chưa? Hoặc là lấy trực tiếp mã màu, tùy các bạn nhé. Okay. Rồi trong cái activity 2 các bạn cũng thêm cái này cho tôi, chỉ có màu đổi chút xíu thôi. Đây, cái này cũng còn trên. Các bạn đổi cái này là sub activity, đổi cái màu này đi ha, red dark ví dụ vậy. Đấy, màu đỏ, màu đỏ. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ
viết từ activity này cô nhảy qua activity kia như sau. Ta dùng intent nào. Đầu tiên là cô sẽ tạo một cái đối tượng, tạo dùng class intent để tạo một đối tượng intent. Intent, nhớ là các bạn intent các bạn import từ android.content nha. Y gắn bằng new intent. À, ở đây có nhiều đối số. Có thể là các bạn cái này để không đối số, để nó thực hiện công việc gì đó, đúng không ạ? À, có thể cái này có đối số. Thì bây giờ cô dùng, tại vì cô đang chuyển, muốn chuyển từ cái activity này sang activity kia, cho nên cô dùng cái constructor của nó là có hai đối số. Đối số thứ nhất chính là cái context. Context thì ta sẽ lấy là main activity, đúng không ạ? Main activity chấm dit phẩy. Đối số thứ hai chính là sub activity chấm class, được chưa? Sau đó cô muốn chuyển thì cô dùng cái hàm start method start activity, cô truyền intent vào. Ok, nhưng mà cái này muốn nhảy sang bên kia thì ta phải có một cái sự kiện gì để nhảy, đúng không? Hiện tại có chưa? Chưa thì các bạn có thể gì đây ạ? À, thêm một cái button để click cho dễ ha. Thêm một cái button click chẳng hạn. Đây, cái button. Tại vì anh này là constraint cho nên tôi phải móc nó lại, cố định nó lại. Nếu không nó lỗi. À, nó nhảy á, nó nhảy giao diện. À, ok, cố định nó lại thì nó sẽ không bị nhảy giao diện ha. Cái này các bạn là go to sub, đúng không ạ? Đó, và tôi viết cái hàm đây, button, tôi đặt tên cho nó là button go, được chưa? Rồi các bạn bên này, các bạn khai báo cái này gọi là tham chiếu. Bên này tôi có cái button để tôi tham chiếu tới cái đối tượng bên kia. Ta sẽ có là button bằng file viewbyd.error.id.buttonGo. Xong để tôi set cái sự kiện on click, đúng không ạ? Buttoner.set on click listener. New on click listener, các bạn gõ đến đây thôi, đừng gõ nữa, nhấn enter. Ok, nó sẽ sinh ra mở code này, đúng không ạ? Ta copy anh này vào, cái nội dung là xong. Cái gì? Xong chưa? Đây. Ok, rồi bây giờ chạy nè. Run. Run. Rồi ok. Rồi cái này tôi go to, con chuột chạy đều mất tiêu rồi. Go to, ra sắp chưa? Ra sắp. Thì cái này các bạn mới nhảy qua thôi. Bây giờ muốn truyền dữ liệu nhá. Truyền dữ liệu tôi có hai cách để truyền. Một cách là tôi truyền trực tiếp vào intent. Một cách thứ hai là tôi thêm cái một cái thành phần nữa là gọi là binder để tôi nhét dữ liệu vào. Giả sử tôi truyền trực tiếp nha, tôi để là ví dụ y chấm put extra thì nó sẽ có một cặp
giá trị đó là key và value. Cái string name ở đầu là key và integer sau là value. Đúng không ạ? Đây, cái này là key. Sau này khi tôi lấy, tôi nhận dữ liệu, tôi phải nhận thông qua cái key này. Đúng không ạ? Get. Get thông qua cái key này. Đúng không ạ? Thì ta sẽ có là gì đây ạ? Cái này tôi để là ví dụ như name. À, ví dụ như là cái này các bạn để là một cái chuỗi là Trần Thị Hường chẳng hạn. Được chưa? À, và khi cô gửi dữ liệu đi thì cái này nó được gửi theo. Hiểu không ạ? Cái này được gửi theo. Và khi gửi theo thì bên này các bạn sẽ sắp này các bạn sẽ nhận được. Nhận được. À, tôi làm cái text view. Đúng không? Để tôi nhận ra nè, text view. Text view. Cái text view chữ sắp khi nãy á tôi đổi ha. Đó, text view sẽ gắn bằng file r.id.textview. Khi nãy không đặt tên. Không đặt tên là text view mấy nhỉ? Cô coi lại chắc ăn. Chưa có ID các bạn ạ. Tôi đặt ID nha. Cô gọi text view này là của ông kia đấy. Hiểu không? Text view này là của ông này nè. Đấy. ID. Text view data đi ha. Đấy. Không các bạn gọi là bị nhầm đấy. Nó không bảo lỗi đâu. Nhưng mà khi các bạn chạy nó sẽ bảo lỗi null point exception. Tại vì là nó tham chiếu tới cái giao diện này. Mà lại cái ID là của giao diện này. Mà lúc build nó không lỗi, lúc các bạn chạy á là nó lỗi. À, lúc code nó không bảo lỗi, nhưng khi build lên nó lỗi ngay. Nó bảo là null point exception ngay. Nó không tìm thấy. Đúng không ạ? Nó không tham chiếu tới được. Cho nên chỗ này các bạn đổi là text view data. Đấy, nó nhìn thấy hết mà nó không bảo lỗi. Đó, nó không bảo lỗi. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ gán dữ liệu vào cái text view này. Thì ta sẽ có là string gán bằng hoặc là họ tên đi ha. Gán bằng get intent. Bên kia truyền một intent thì bên này tôi get intent. Chấm get extra, get string extra. Ok, khi nãy tôi đặt cái key bên kia là name. Bây giờ tôi ở đây tôi lấy là name. Và tôi gán cái họ tên này vào text view. Text view chấm set text. Tôi đưa cái họ tên vào. Được chưa? Rồi bây giờ chạy nhá. Chạy lại. Cái chỗ này bây giờ nó không hiển thị là sub activity nữa. Mà hiển thị cái dữ liệu ở bên kia. Rồi go to nè. Đó. Chữ Trần Thị Hương. Thấy chưa? Ok. Là truyền dữ liệu. Giả sử bên này các bạn bên này giờ các bạn giao diện này các bạn có một cái edit text. Các bạn gõ thì submit cái bên kia sẽ nhận được. Đồng ý không ạ? Bây giờ ta đổi một chút xíu nha. Chỗ này tôi để là chỗ này tôi để là gì ạ? Đấy. Bỏ. Đấy, thằng này đâu mất tiêu rồi. Ấy bỏ bấm cái này là nó mất rồi ta. Ấy. Đâu? Clear. Nó bỏ bấm đấy là nó phải bỏ chứ nhỉ. Clear. Nó mất đâu, thằng quỷ. Rồi ok, kệ nó đi. Rồi,
Bây giờ cô thêm một cái gì ạ? Cái edit text nha. Đây, tôi thêm cái text vào đây. Nắm anh này, nắm kéo vào đây. Được chưa? Đó, ông này. Nắm kéo, ông này kéo vào dưới này. Đâu rồi? Đó, nắm kéo. Ok. Tại vì cái này các bạn nắm kéo như vậy là khi các bạn kéo trên này nè, dưới này nó sẽ dịch theo. Hiểu không ạ? Nó dịch theo. Ok. Nắm này kéo hai bên. Được chưa? Đấy. Thực ra các bạn dùng thì có thể chỉnh kích thước. Đấy là cô làm tạm thời cho vui thôi nhá. Ok. Đây, giả sử cô đặt tên một cái là cái edit text. Giả sử các bạn là txt họ tên. Đấy, mà txt họ tên này, cái nào ràng cái này dưới ràng buộc tới, cho nên chỗ này các bạn cũng phải đổi txt họ tên. Không là lỗi ha. Khi đổi ID cái ràng buộc cũng đổi theo, không là lỗi. Đây, ví dụ như các cô gõ ở đây. Cô gõ ở đây. Đúng không ạ? Ở bên kia nhận được chẳng hạn. Đây. Cái này tách ta để là hint. Nhập họ tên. Như vậy. Thì ở đây cô sẽ khai báo edit text ở đây. Đúng không ạ? Họ tên. Ở đây các bạn cũng phải tham chiếu nha. Sẽ cũng bằng file view by dir.id.txt họ tên, chính xác. Rồi ở đây các bạn chỉ cần lấy nó ra thôi. Ở đây các bạn lấy là gì ạ? String họ tên gắn bằng edit text họ tên chấm gì ạ? Get text chấm to string. Đó, và value ở đây thì các bạn thay bằng cái chuỗi cố định này, các bạn thay bằng chữ họ tên là xong. Được chưa? Ok chưa? Gõ bên này bên kia sẽ nhận được. Được chưa? Đấy, vậy thôi. Cái đấy là cách các bạn truyền dữ liệu. Gõ bên này bên kia nhận được. Và sau cái cục này mắc cười. Con chuột này sẽ bị biến hình ta. Mở. Đây, Nguyễn Văn A. Go to. Bên này sẽ nhận Nguyễn Văn A. Được chưa? Đó. Thì cái này được gọi là một đi không trở lại. Đi thôi, khi back lại thì nó có nhận gì đâu. Cái back lại nó không nhận gì cả. Cái này được gọi là một đi không trở lại. Bây giờ ta làm sao mà tao gõ xong gõ bên này nè, xong ta sang bên này, xong ta đổi dữ liệu bên này, xong bên kia đổi lại, đóng cái này đi thì bên kia được đổi theo. Thì cái đấy là cái mà một đi có quay lại đó. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Rồi, bây giờ nè, tôi sẽ nói một cái lỗi. Một cái lỗi mà một số người hay dùng, hay bị gặp. Đó là các bạn đang ở đây. Đúng không ạ? Các bạn nhảy qua bên trang thứ hai thì các bạn đóng luôn cái trang này. Đóng luôn cái trang cha. Hiểu không? Nhảy luôn trang thứ hai. À, nghĩa là khi các bạn start activity này thì các bạn finish luôn. Đóng mèo ha, đây là một số bạn làm mèo mà mèo này bị lỗi. Mèo này không đúng logic. Đóng luôn. Để làm gì? Khi các bạn muốn load lại dữ liệu á thì các bạn sang bên kia. Các bạn muốn load lại dữ liệu thì các bạn lại mở ngược lại lần nữa. Lại start activity lần nữa. Như vậy cực kỳ nguy hiểm. Dữ liệu nó khởi động lại rất nhiều lần. Tại vì các bạn biết là trong cái create ấy, người ta viết rất nhiều thứ ở trong đấy để người ta khởi động lúc ban đầu á. Đúng không ạ? Bây giờ mình đóng, mình mở lại một lần nữa thì mình khởi động lại toàn bộ những cái như vậy. Hiểu ý không? Về cái logic là nó không đúng. Được chưa? Và khi các bạn làm, các bạn người phát triển, người ta sẽ có những cái ý đồ khi các bạn xây dựng các cái class. Đúng không ạ? À, bây giờ nhá, bây giờ các bạn, tôi test thử các bạn coi là finish cái là các bạn không quay lại được nữa. Là ông này ông mất rồi. Đúng không ạ? Chạy cái. Các bạn gõ ABC. Go cái.
có gì bệnh, đúng không ạ? Không có gì bệnh. Nó đã finish mất rồi. Đó, cái ý đồ này là không nên. Cái này là không nên, đúng không ạ? Đây, không nên tắt cái ông cha đi. Không, không nên. Không nên stop the parent activity. Không nên stop. Rồi, bây giờ cô sẽ làm một cái demo. Tức là khi đi xong có quay về. Khi đi mà nhận dữ liệu về, đúng không ạ? À, nó là như này. Ý đồ của cô sẽ là như thế này. Đây, cái này là có một cái biến. Đây, có một cái input. Giả sử đây, cái này trong activity A này có một cái input. À, là ABC. Thì sang bên này nó sẽ fill cái dữ liệu vào input này, đúng không ạ? Khi tôi chain cái dữ liệu đây thì bên này nó đóng cái này lại, thì cái này cũng được chain theo, hiểu không ạ? Đây, cái này là một cái edit text. Cái này giả sử là A. Cái này giả sử các bạn để là A, đúng không? Sang này bên này nó hiển thị là A, đúng không ạ? Các bạn đổi ngược nó lại thành là B thì bên này cũng được cập nhật là B. Có thể là xem ghê. Hiểu không ạ? Được chưa? Ok. Rồi, thì ta sẽ làm như sau. Cái này cô giữ nguyên, đúng không ạ? Cái này cô giữ nguyên. Cô chỉ đổi bên này thôi. Bên này có thêm một cái anh button, một cái input edit text. Ông kia ông tưởng tượng cũng vui phết nhỉ. Đây có để cái button. Button để kết thúc, đúng không ạ? Cập nhật. Không được cũng phải được kia nhỉ. Đó. Ok. Thực ra mấy cái này dùng line layout là khỏe nhất. Hiểu không? Chả phải làm gì, chả phải kéo gì, dùng line này tùy ha. Tôi demo chỉ cho các bạn biết là cần phải neo nó lại, nó mới đứng một chỗ. Không neo là nó nhảy tung lung. Hiểu không? À, còn bình thường các bạn dùng mấy cái giao diện mà đơn giản này, các bạn dùng linear là dễ nhất. Ok. Rồi cô đặt tên anh này khỏi bị nhầm. Edit text này là ta dùng cái txt họ tên mới, đúng không? Đây button là ta dùng cái gì ạ? Acid đi ha, đúng không? Ờ, tách cái này bỏ luôn. Đây, nhìn nha. À, cái này cô muốn nhận cái giá trị này thì ta chỉ giống cái khi nãy thôi. Ta dùng cái edit text. Edit text họ tên mới, họ tên thôi. Button. Button gì ạ? À? Exit đi ha. Exit. Cái này các bạn cũng phải tham chiếu. Edit text họ tên cũng bằng file view by ID. TXT họ tên mới. Đấy, nó không bị nhầm cái kia. Thấy không ạ? Button là butter acid, cái này là button acid, chưa? Cái này các bạn fill dữ liệu vào. Text view edit text chấm set text họ tên vào, xong. Ok, họ tên chạy nè.
xíu. Đó. Cái này là ABC. Go to. Đấy, ở trên cũng ABC, ở dưới cũng ABC luôn đúng không ạ? Ủa sao con này nhảy lên đây rồi? Ê, đấy, vừa nói xong. Không, nhưng mà kỳ cục. Ê, nó bay lên khi nào vậy? Khoan. Rồi xong. Ông có liên quan nha. Cái gì cùng kỳ cục vậy? Rồi xong. Cốt được. Cốt được mà cốt làm biếng. Cốt được chứ, cốt là nó sinh cốt này em, cốt nó này. Nail nè, parent top nè. Vậy nó phải dưới cái nào nè? Ví dụ như nó ví dụ cái anh edit text này dưới kia thì nó là end up cái gì đó nè, nó là bottom up cái gì nè. Cốt được ấy. Chữa làm biếng thôi. Chứ cốt cái gì cũng cốt được mà. Đâu rồi? Đấy, các bạn gõ vô thôi. Cái này các bạn gõ là ví dụ gõ bottom up thôi. Bottom up đây. To bottom up. Đấy, của anh nào ID gì đó. ID ở trên là TXT họ tên mới thì nó sẽ nằm dưới. Nhưng mà chưa đủ, nó phải neo cả bên trái nữa. Đây là chỉ mới neo phía dưới thôi. Các bạn phải neo cả trái nữa. Một bên trái là đủ. Hiểu không? À, nhưng mà để cho nó căn chỉnh hai bên thì cô neo cả hai bên thì nó sẽ căn giữa. Vậy thôi ha. Đấy, xong. Bây giờ cô muốn à, khi cô click vào button exit này thì cô đổi ABC này đổi thành AFG thì cô button click vào button thì nó sẽ đóng cái này lại. Đồng thời ở bên kia nó đổi dữ liệu luôn. Hiểu không ạ? Thì ta sẽ lại phải làm như sau. Một là bên này ta thay cái activity này bằng một cái mới. Cũng là như vậy nhưng mà ta đổi là thành start activity for reason. For reason. Nó có hai đối số. Đối số thứ nhất là intent. Đối số thứ hai của nó là một cái giá trị gọi là request code. Nó là kiểu in đặt cái gì cũng được. Miễn là số. Để làm gì? Để sau này, tức là giống như mình có thể, một lúc các bạn có thể mở nhiều cái activity. Mỗi activity tôi sẽ đánh dấu bằng một cái request code. Thì khi activity mà tôi có cái code là 999, nó đóng, nó trả về, thì tôi nhận được dữ liệu đúng của cái 999. Vì tôi có một cái activity khác mà 333 tôi start, thì cái start mà cái code 333 đó nó đóng, nó thì nhận đúng cái dữ liệu code 333. Nhận đúng cái code, tại vì tôi có thể mở nhiều activity mà. Thì tôi phải nhận đúng cái dữ liệu của cái activity mà tôi mở ra đó. Thì để nhận biết cái activity đó, tôi dựa vào request code. Hiểu không ạ? Ok. Vậy thôi, bên này sửa như vậy là đủ. Tí nữa sửa tiếp. Rồi bên này nè. À, khi tôi đóng, tức là tôi phải nhấn cái button là exit đúng không? Thì button exit tôi phải làm gì đây? Chấm set on click. Đó, tôi phải on click chuột để đóng mà, đúng không? New on click. Nhìn code vậy chứ nó nhắc code hết mà, đâu có gì đâu, đúng không? Rồi. Trong này ta sẽ nhận được cái dữ liệu mới. Dữ liệu mới là ở edit text này nè. Khi các bạn đổi rồi á thì người ta có là string họ tên mới gán bằng edit text họ tên chấm get text chấm to string. Anh này ngặt lắm, nó phải to string nó mới chịu. Ví dụ bên Java các bạn chấm get text cái là nó trả về chuỗi, nhưng get text ở đây nó không phải là chuỗi, nó chưa phải là chuỗi mà các bạn phải to string nó mới ép kiểu thành chuỗi, nếu không khi chạy nó lỗi.
Rồi bây giờ các bạn phải gửi cái dữ liệu này, hiểu không ạ? Các bạn phải gửi dữ liệu này đi, gửi dữ liệu này đi. Thì ở đây các bạn lại không có tạo intent mới, hiểu không ạ? Các bạn không có tạo intent mới mà các bạn phải gửi bằng intent cũ. À, nó không phải new intent nữa, giống như cũ nữa, không lấy cái cũ nữa mà nó lấy cái mới mà nó sẽ lấy cái cũ. Thứ nhất là nó phải đóng cái đã. Tôi phải coi nhớ là cái này nè, finish. Khi đóng xong cái này là finish, là đóng luôn cái này, nó mới mở ra cái kia nha. Đóng luôn cái này nó mới mở ra cái kia. Rồi bây giờ bắt đầu gửi intent nè. Gửi intent. Này, hồi ức lại cái coi. Coi nè. À, nó sẽ là đầu tiên là nó sẽ intent, get intent. Nó có là reason, reason, khoan, set reason. Set reason của nó là reason code. Reason code là để, rồi dữ liệu, gửi dữ liệu đi. Rồi cái này nó sẽ là giá trị đầu tiên, nó là reason. Ok, intent, intent chấm reason. Ok, reason, 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 đây reason. Ok, reason ok là để xác nhận thành công. Cái thứ hai nữa là nó sẽ gửi cái intent đi, cái dữ liệu đi. Intent đây, cô đóng một cái intent, một cái đống đóng gói dữ liệu này để gửi sang. Intent, intent y gắn bằng new intent. Đó, không có gì hết. Và y chấm put extra name. Tôi lấy bằng cái họ tên mới. Ok. Rồi và cái này tôi để cái y vào đây. Đó, y vào đây. Và finish, xong. Được chưa? Tôi đóng anh này lại. Thì anh ở bên này anh lại phải viết lại các bạn. Nhìn nhá, ở đây tôi viết nè. Tôi gửi cái dữ liệu nè, và gửi bằng một cái hằng số là result ok, để tôi xác định cái giá trị tôi gửi sang bên kia là thành công ha. Bên này nè, nó sẽ nhận ở đâu? Nó không nhận ở trên này, mà nó sẽ nhận ở trong cái hàm. Cái hàm là on activity, activity result. Đó, cái hàm này nó sẽ gửi, khi nhận cái hàm này nó sẽ có mấy đầu số nè. Request code là cái này, result code là cái bên kia tôi gửi, đúng không ạ? Và cái intent data, data tôi gửi ở bên kia sang. Bây giờ nói chung là các bạn có hết, bây giờ các bạn chỉ cần như thế này thôi. Data thì ta sẽ lấy như sau. String, ví dụ họ tên sẽ gán bằng data chấm get string extra, lấy cái name. Bên kia tôi để là cái name, được chưa? Đó, nhận cái dữ liệu từ bên kia sang. Rồi tôi kiểm tra nè, kiểm tra code trước ạ. If request code bằng 999 và result code bằng result ok, thì tôi bắt đầu tôi mới làm mấy công việc này. Ông nó ngáp vô duyên thế gì? Được chưa? Thì cái này đúng 99 thì tôi mới lấy từ bên kia sang, còn nếu mà 333 chẳng hạn thì tôi lấy cái khác, hiểu không ạ? Rồi sau đấy tôi sẽ lấy cái edit text này nè. Edit text họ tên chấm set text
À, đưa cái họ tên vào. Ok, xong. Xong. Nhận ngược lại. Được chưa? Rồi chạy nha. Và bữa nay tí nữa chắc bất tin về nam giới. Rồi cái này tôi nhập là 123. Tôi gửi qua 123 đúng không? Tôi sửa thành 4, 5, 6, 7, 8 như vậy. Bất tần. Đổi chưa? Đổi chưa? Thì bên kia là sẽ nhận được. Giờ mở ra cái mới. Mở ra cái mới. Bên kia là finish mất rồi. Mở ra cái mới. Hiểu không? Đấy, sửa ABC gì đó. Thì đóng nó finish mất rồi. Này finish rồi. Thì anh này finish thì anh hả? Không không bách được, không bách được mất rồi. Anh này anh đầu tiên. Anh này anh gốc rồi. Cái sốc sao? Em dùng bách á hả? Không được. Đúng rồi, bách không được. Bách không truyền dữ liệu được. Hiểu không? Bách nó quay lại thôi chứ nó không truyền dữ liệu được. Hiểu không ạ? Ok. Được chưa? Thì nó mấu chốt nó nằm ở đâu? Nó khác là gì ạ? Một là cái truyền dữ liệu. À, và có nhận giá trị quay lại thì các bạn dùng cái for result. Còn nếu như chỉ truyền dữ liệu không thôi, không nhận giá trị quay lại thì các bạn chỉ start activity là đủ. Ok? Được chưa? Đó là intent. Đấy, hai cái đấy là hai cái mấu chốt. Còn context dùng ở đâu? Ủa, context dùng khắp nơi, chỗ nào cần là context. Đúng không ạ? Context dùng khắp nơi. Còn các bạn mà tốt thì là bất cứ cái gì các bạn dùng cũng dùng context sau này nữa. Nhiều nhiều nữa sẽ có phải dùng truyền đổi số context vào. Cái đấy là cái đổi số bắt buộc. Cái tham số bắt buộc. Ok. Rồi dừng được chưa? Lập trình 247. Không. Không. Lâu lâu tôi up cho mấy hôm hay cô siêng up. Nhưng mà dạo này cô hay up ở trên Google Drive á. Cho các bạn down mà các bạn nói, cô ơi bọn em lười down lắm. Cô up lên YouTube.